Hai cô bạn của Hương, chắc có lẽ họ không hiểu. Nhưng anh là người hiểu Hương nhất. Nói gì vậy thì sao? Hương không hiểu tại sao anh thì lại can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của Hương đến như vậy. Lúc trước anh đâu có như vậy đâu. Trước giờ anh vẫn kiên nhẫn vì nghĩ Hương sẽ tỉnh mộng. Cuối cùng Hương vẫn mù quáng. Anh vừa đau lòng vừa thương hại cho Hương đó. Thương hại? Này Hương, nãy giờ Hương bay đi đâu vậy? Bay cái gì? Hành nói gì Hương không hiểu. Thì bay lên cung trăng á. Tới chưa vậy? Dạ giờ về được chưa? Về rồi, mới về tới nơi đó. Ông đừng có hỏi nữa. Ông mà hỏi một lúc nó bay đi nữa bây giờ đó. Xong rồi, thôi mình đi vô trong phỏng vấn luôn ha. Trong này em đã cài hết tất cả các chương trình căn bản rồi. Nếu mà chị thích nhạc hay là trò chơi gì đó, chị nói em cài thêm cho. Tôi muốn lấy mấy bản nhạc trên mạng làm album riêng, nhưng thằng con trai tôi nó làm biếng. Nó nói làm lâu, phải như vậy á, sợ mất công cậu á. Chuyện dễ mà chị, bây giờ chị viết ra giấy những bài chị thích rồi em tải cho giùm chị. Ừ. Xong cái này rồi á, cậu sử dụng cái máy của con trai tôi nha. Không hiểu sao nó không khởi động được. Mở nguồn rồi á, mà màn hình nó cứ tối thui hoài à. Nói như vậy là bị làm sao hả cậu? Thật ra đâu bị gì đâu chị, nó bị nhiễm virus á, em sửa rồi. Ủa, đơn giản vậy hả? Dạ. Mấy hôm nay tôi định đem ra tiệm sửa đó. Hôm nọ có mời anh chuyên viên tới coi giùm. Anh ta sửa cả buổi rồi nói phải thay đồ tùm lum hết. Tôi thấy nặng tiền quá nên ngán. Cậu cho chị số điện thoại. Hôm nào mấy chị có hư á thì chị mời cậu đến coi giùm. Hôm nay gặp cậu á chị rất là an tâm. Dạ. Chứ nhiều khi gọi những người khác á, họ dễ giờ đủ chuyện hết á. Dạ đây là cặp xích là chị. Trong này có số điện thoại của em á. Nếu mà cần á, chị cứ gọi cho em lúc nào cũng được nha chị. Cậu về rồi đó hả? Dạ. Có trục trặc gì không mà cậu đi lâu vậy? Nãy giờ tôi có ý chờ cậu đó. Dạ tại vì cô chủ nhà cô nhờ con sửa giùm cái máy vi tính cũ, cho nên con mới về trễ tí. Dạ có chuyện gì một chút? Khách hàng yêu cầu tới nhà sửa máy, mà tụi nó đi đâu hết, không có đứa nào ở nhà cả. Cậu chịu khó đi nha, hơi xa đó. Dạ. Khách yêu cầu sửa cho nhanh, kịp đầu giờ chiều. Cậu tranh thủ ăn trưa nhanh rồi đi để người ta chờ. Dạ. À, đây là địa chỉ của khách hàng. Chỗ dạ. Này khó tìm lắm. Địa chỉ này thằng Thánh nó rất rành, nhưng không có nó cậu đi đỡ nha. Dạ. Chào anh. À. Em đang chơi game, tự nhiên máy không chạy nữa. Anh sửa nhanh cho em đi. Nhanh lên được không anh? Tí nữa là em đi học rồi. Rồi, anh sẽ làm nhanh cho em. Mà sao trưa không ngủ, chơi vậy mệt sức đâu học. Em đi học suốt ngày, rảnh giờ nào thì em chơi giờ đó thôi. Bữa nay ba mẹ em đi làm, bởi vậy em chơi đã luôn. Đang chơi ngon, xui cái tự nhiên máy hư. Sao lúc nãy em gọi lên công ty nói là gia đình cần? Xạo đúng không? Em không nói như vậy á, thì sao mà anh tới liền? Lỡ như tới chiều mới tới, thì sao em chơi được?
Chào cậu. Dạ chào anh. Tôi nghe nói là hình như nhà anh đang báo bán nhà phải không? Dạ đúng rồi. Mình đi coi thêm vài căn nhà nữa đi. Cái nhà hồi nãy á, tôi thấy cũng được. Nhưng mà ở phía... Nè, mình đi coi thêm vài căn nhà nữa đi. Cái nhà hồi nãy á, tôi thấy cũng được. Nhưng mà ở phía sau nó chật quá. Tại sao chợ nữa. Tìm cái nhà nào mà sáng sáng hơn chút nha. Ừ, ông coi ông kiếm cái nhà nào gần cửa hàng á. Chứ đi xa tôi làm biếng lắm. Tính toán ngu không? Bà nghĩ cô bà còn làm cửa hàng được bao nhiêu lâu nữa. Mà bà đòi mua cái nhà gần cửa hàng làm cái gì? Hiện giờ thằng Giang nó còn yếu thế, nó còn nhún nhường mình chút. Mai mốt nó mạnh lên, nó đuổi mình ra khỏi cửa hàng là cái chắc. Tôi đã tính hết rồi. Cái tiền mà mình đi vay ngân hàng để mua nhà thì mình cứ việc mua đi. Rồi còn dư ra bao nhiêu á thì mình bỏ cái ngân hàng khác, để mỗi tháng nó có tiền lời. Mai mốt nó có đuổi mình đi á thì mình vẫn có tiền đó để mình sống, hiểu không? Ủa, chứ không thèm trả bớt cho ông bà hả? Trời ơi, sao mà ngu quá trời ngu vậy? Chừa đường cho người ta ngu chứ. Mà trả làm cái gì? Thằng Giang chắc chắn nó đuổi mình đi. Tiền đâu mà mình sống? Thiệt, nghĩ tới nghĩ lui tôi thấy sợ quá. Đúng muốn chết nè. Sau này ổng bả với thằng Giang phát hiện ra, chắc nó giết tôi chết quá. Mệt mà quá. Đã làm rồi thì đừng có sợ. Sợ thì đừng có làm. Võ có miệng đi trước không? Im giùm tôi cái đi. Tắm xong rồi phải không? Dạ. Ăn mì đi. Má chưa ngủ hả má? Mà sao má biết con còn thức mà má nấu mì vậy? Má canh từ hồi tối đến giờ. Má sợ con đói rồi mất sức làm sao? Trời, con đi ngoài đường suốt ngày, đụng đâu thì con ăn đó. Má lo cái gì? Trời ơi, sao mà không lo? Con làm cực quá mà. Má muốn hỏi con một chuyện. Từ ngày đó đến giờ Con có gặp Hương không? Có điện thoại gì cho nó không? Người ta có bạn trai mới rồi. Để cho người ta yên đi. Gọi điện chi má. Có bạn mới rồi hả? Có gì đâu mà hỏi buồn chuyện đó. Con thấy chuyện đó cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Mà giờ này mới có bạn trai là hơi trễ đó. Biết là vậy, nhưng mà sao má buồn quá. Chắc gì sau này con kiếm được một con nhỏ như nó